không giật bánh người ta hả mày? Lấy bánh người ta mày quỷ ma mày, lấy bánh người ta hoài mày. Ma có ai vậy? Ngày nào cũng vậy hết á. Lì quá đi á. Kìa cô. Dạ? Có chuyện gì vậy cô? Sao ngày nào nó cũng phải cắp bánh của người ta, không biết con có ai hết. Hay nha mày, luyện hồn mà nha mày. Lên lấy cái bom phần nhanh. Tiền viện phí đã được thanh toán cách đây 20 năm bằng một bịch thuốc và một phần ăn. Cô, có chuyện gì? Nó cắt tóc mà. Con đem về cho má con hả? Cái này bao nhiêu vậy? Vội vàng sống quá vô tâm, tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua dòng đời. Những hành động tùy tâm hôm nay sẽ mang đến hạnh phúc về sau. Có lẽ bạn không nhận ra được, nhưng trong sự lương thiện của bạn không chỉ tiềm tàng may mắn mà còn tiềm tàng cả những quý nhân. Tất cả mọi sự lương thiện đều sẽ được đền đáp theo một cách ấm áp nhất. Người cho đi tình yêu sẽ nhận lại tình yêu, và người cho đi hạnh phúc cũng sẽ nhận lại. Vẫn mãi là một người bạn. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng.